những người mua vàng SJC khi đem bán đều bị mắc cái lỗi này và họ bị trừ tiền. Có những cửa hàng họ trừ 10 triệu. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vàng Thành Ngôn, Thành Ngôn TJD. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn 3 kinh nghiệm, 3 đặc điểm để khi đi mua vàng miếng, biết được những cái lỗi nhỏ nhặt này các bạn sẽ tránh được mất được rất là nhiều tiền. Thì trước hết mình muốn phân biệt với các bạn loại nào là vàng miếng. Thì mình thấy đa phần mọi người thường tưởng vàng này là vàng miếng, vàng hình ông thần tài, vàng hình 12 con giáp, những cái hình hài con này con kia con hổ vậy á. Thì mọi người lầm tưởng nó là vàng miếng, nhưng thực chất cái đó không phải vàng miếng nha các bạn. Vàng miếng đây, trên tay mình đang có một miếng vàng miếng. Này là vàng miếng của công ty SJC. Thì hầu như hiện tại trên thị trường Việt Nam mình là công ty SJC đang gần như là độc quyền kinh doanh về vàng miếng. Nên là các bạn khi mua vàng miếng là các bạn sẽ mua vàng miếng này. Thì trên thị trường hiện tại đang lưu thông các loại vàng miếng là 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 lượng. Thì có 3 đặc điểm các bạn cần lưu ý. Đó chính là khi mua vàng miếng thì đối với vàng miếng 5 chỉ và vàng miếng 1 lượng thì hai loại đó đều có số seri ở trên cái miếng vàng. Thì đây là miếng 1 lượng, các bạn thấy số seri này không? Thì điểm lưu ý thứ nhất các bạn cần lưu ý đó chính là hai cái chữ cái đầu của cái dãy số seri này đối với miếng 1 lượng thì nó bắt buộc phải là hai chữ cái đầu tiên nha các bạn. Thì trên thị trường hiện tại vẫn còn cái loại là một chữ cái, nhưng mà cái loại đó thì SJC nó đã ngưng lưu thông rất là lâu rồi, nên là khi mua mới các bạn phải coi kỹ, phải là đúng hai chữ cái thì mình mới lấy, còn không thì các bạn phải nói cửa hàng đổi lại cho mình. Tại vì cái miếng một chữ cái á, hiện tại bây giờ nó không còn lưu thông nữa, nên khi các bạn mua và các bạn đi bán sẽ các bạn sẽ mất rất là nhiều tiền. Đó là điểm mà ở các cửa hàng khác trừ tiền các bạn rất nhiều, họ sẽ nói là cái miếng này lâu rồi, cái miếng này cũ rồi, nên là bây giờ vừa trừ hầu như là trừ từ 500 tới 1 triệu. Mình từng được nghe có những khách hàng nói là có những cửa hàng họ trừ 10 triệu một lượng. What? Khi mà giá cao như vậy á thì những cửa hàng đó họ kiếm một cái cớ để họ trừ tiền rất là nhiều, nhưng mà cái lỗi cái số seri đó nó chỉ trừ từ tầm khoảng 500.000 là cao nhất nha các bạn. Cái thứ hai nữa nó về bao bì. Thì hiện tại bao bì mới của vàng miếng SJC á nó như thế này. Tất cả các loại luôn, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hay 1 lượng, nó đều như này. Đặc điểm của nó là có ánh quang 7 màu và logo của SJC. Các bạn có thể thấy không? Mình nghiêng lại cho các bạn xem. Đó là bao bì mới. Khi mua các bạn nhớ chú ý. Những cái bao bì cũ á nó không có cái hình này, nó không có những cái logo 7 màu đó. Và các bạn phải chú ý là khi mua cái bao bì, cái màu nó phải là cái màu trắng trong, chứ không ngã vàng nha các bạn. Những cái bao bì mà ngã vàng á, là cái bao bì đó là lâu, nó để lâu nên là nó bị ngã vàng. Nên thường á, những cái lỗi mà về bao bì ngã vàng đó là bị trừ. Trừ bình thường nha, những cửa tiệm lớn, cửa tiệm mà kinh doanh đàng hoàng á, họ sẽ trừ các bạn khoảng tầm 30 hoặc 50 ngàn trên một miếng. Còn những cửa hàng mà họ muốn ép giá, mình đã từng đi thử rồi, thì những cửa hàng đó họ trừ tầm khoảng 200 ngàn cho tới 300 ngàn trên một lượng, một miếng như vậy nè. Không phải là một lượng, nó một miếng. Nên là các bạn chú ý cái vấn đề bao bì, nó phải mới, các bạn nhìn nó phải mới và có ánh quang và trong. Như miếng này là đạt chuẩn nha. Và cái đặc điểm thứ ba đó chính là cái hơi ở trong cái miếng này. Khi nhận miếng SJC, miếng vàng miếng á, từ cửa hàng, các bạn hãy dùng tay bóp nhẹ ở giữa xem thử hơi ở bên trong nó còn hay không. Nếu mà hơi còn thì bao bì này chưa có bị lủng và nó được xem là một miếng SJC mới. Còn nếu mà các bạn bóp vào nó không còn hơi thì nó được xem là bao bị lủng và rách bao, tương tự như là bao cũ. Các bạn sẽ bị trừ khoảng 50 ngàn
Nên khi mua các bạn cần lưu ý. Thứ nhất, số seri thì các bạn phải yêu cầu cửa hàng ghi lại cái số seri đó trên hóa đơn cho mình. Cái thứ hai là bao bì các bạn phải kiểm tra nó cũ hay nó mới. Nếu như nó cũ và cửa hàng chấp nhận bán cho bạn thì bắt buộc cửa hàng phải ghi vào hóa đơn là bao bì bị cũ. Cái thứ ba là hơi ở trong cái miếng trong cái vỏ này thì các bạn cũng yêu cầu cửa hàng ghi vào là không còn hơi. Đó là ba đặc điểm này là mình thấy thường xuyên những người mua vàng SJC khi đem bán đều bị mắc cái lỗi này và họ bị trừ tiền. Thì nội dung video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn ba đặc điểm cơ bản như vậy để khi mua vàng SJC các bạn tránh mất tiền về những lỗi cơ bản như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video này phù hợp, thích hợp thì các bạn hãy like và theo dõi kênh của Vàng Thành Ngôn để nhận được thêm nhiều video bổ ích mới. Cảm ơn các bạn.